Con nắm tay con gái lần nào chưa? Bạn nữ thì nắm rồi ạ. Mình nắm rồi, bạn ấy nắm mình. Để bạn cứ nắm. Chứ bạn đấy nắm đâu nắm. Người có hôn chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Có nhìn thấy người ta hôn chưa? Nhìn thấy nhiều rồi ạ. Có cảm giác gì không? Em quay mặt đi chỗ khác ạ. Trời ơi. Xin bác cho con hôn cái nụ hôn đầu đời của con. Trên má em Ngọc. Lúc nào riêng? Không có riêng, có thủ trưởng, có ba mẹ ủng hộ. Nói đi. Rồi, bây giờ nói nè. Nói đi. Cháu xin phép bác là cháu xin phép là được thơm má bạn em Ngọc. Được không bác? Đó, đồng chí thiếu úy. Rõ. Minh. Rõ. Rõ. Từ từ. Gì vậy? Gì thổi lỗ tai hả trời? Em bị cướp cò ạ. Không có cướp cò nè, để cái tay ra cho mọi người chứng kiến nè. Để vô từ từ ha. Làm nhiệm vụ của mình đi thiếu úy Minh. Rõ. Sắp xỉu rồi. Mời bạn trai. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Bạn trai giới thiệu về mình đi. Đầu tiên này em xin phép là gửi lời chào đến hai MC, bạn nữ và toàn bộ khán giả đang xem truyền hình. Tôi tên là Nguyễn Đăng Bình, năm nay 22 tuổi. Hiện đang công tác tại trung đoàn 97, trung đoàn 370 quân chủng Hồng Không Quân. Em đến từ Hải Dương và hiện tại đang sống tại Cần Thơ. Mời bạn gái. Dạ, xin chào chú Nguyễn Linh, cô Cát Tường, chào khán giả và chào bạn nam bên kia. Em tên Phan Thị Thu Ngọc, quê ở Bà Rịa Vũng Tàu, hiện đang làm kế toán, sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay Ngọc bao nhiêu tuổi? Dạ 22. 22. Những điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Ngọc? Mọi người hay nhận xét em là vui tính, hòa đồng. Mình có cái yếu điểm gì không? Yếu điểm của em thì hơi nóng tính, tức giận lên là hay quăng đồ lung tung. Hả? Quăng đồ gì? Đụng gì quăng đó. Có hồi nào hao tài vì mấy cái chuyện quăng đó chưa? Đôi khi bể đồ. Bể đồ. Thôi cái đó phải kiềm chế bớt lại ha. Dạ. Lúc cổ nóng đừng tặng cái gì nha. Em giới thiệu về mình đi Bình. Ưu điểm, khuyết điểm là gì? Ưu điểm là năng động, chơi được các môn thể thao liên quan đến bóng. Bóng gì? Bóng đá nè. Dạ, cứ liên quan bóng là chơi được. Bóng rổ, bóng đũa chơi được. Bóng đũa chơi được luôn. Bóng đũa là môn gì ạ? Là banh đũa đó. Nó không biết mà. Bóng đũa mà cũng chơi được là banh đũa đó, là con gái hay chơi đó. À cái đấy em không chơi được ạ. Vậy mới nói chơi được còn gì nữa. Em biết nấu ăn ạ. Nhược điểm của em là em hơi nhút nhát tí chút một chút ạ. Nhút nhát với con gái hay con trai? Nhút nhát với lại bạn gái. Có thật xấu gì không Bình? Nhút nhát ạ. Thật xấu mà nhút nhát đâu phải đâu. Thật xấu bên kia là đụng đi nóng lên đập cái gì dục cái đó. Có mấy mối tình rồi? Là em chưa. Chưa hả? Hàng chi nhút nhát là đúng rồi. Mình 22 tuổi, em chưa có mối tình nào. Thích ai chưa mình, hay là mình có để ý, hay mình yêu đơn phương ai chưa Bình? Là hồi cấp 3 thì thích thì quá chị ạ. Yêu thì em chưa. Có nắm tay con gái lần nào chưa? Bạn nữ thì nắm rồi ạ. Mình nắm rồi, bạn ấy nắm mình. Để bạn cứ nắm. Chứ bạn để nắm đâu nắm. Rồi có hôn chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Có nhìn thấy người ta hôn chưa? Nhìn thấy nhiều rồi ạ. Có cảm giác gì không? Em quay mặt đi chỗ khác ạ. Trời ơi. Hồi đó giờ tôi mới nghe lần đầu tiên một chàng trai mà thấy người ta hôn quay mặt đi chỗ khác. Thí dụ như bây giờ có cô gái. Dạ. Cô đi đến, cô nhìn em. Dạ. Xong cô hôn em. Dạ. Thì em tỏ thái độ thế nào? Nếu mà người lạ thì thôi. Người lạ thôi hả? Người lạ thì thôi. Trời ơi. Còn nếu như cái người đó là em đang để ý, em đang thích luôn, mà bây giờ cô chủ động có hôn em thì em làm gì? Em ủng hộ. Ủng hộ bằng cách nào? Dạ, nói ngại chị ơi. Hồi xưa em có hay chăm sóc các bạn nữ không? Dạ có ạ. Em làm gì cho các bạn nữ? Dạ, em hay chọc cho bạn ấy giận ạ. Vậy chăm sóc? Nhiều khi thấy bạn nữ học cùng ấy hay buồn buồn, em chọc cho vui vui tí. Vậy thôi hả? Chọc nhưng vui quá nên là bạn ấy giận. Cái đó mà ông gọi là chăm sóc đó. Em có chơi với bạn trai không? Có. Em có chọc cho bạn trai giận không? Có. Em có nắm tay bạn trai không? Có. Trời ơi. Nắm tay. Không phải này. Bình thường thôi anh ạ. Vâng, không phải ấy. Bình thường hả? Dạ. Em có đàn ông không? Chuẩn. Không, anh hỏi giùm bên kia kìa. Một chút ta kiểm tra thôi.
Rồi được rồi, chút xíu tôi qua kiểm tra. À, Ngọc có mấy mối tình em? Dạ có một mối tình chính thức 5 năm chị. Mấy? 5 năm. 5 năm? Còn lý do sao chia tay? Dạ tại lớn thì thấy chững chạc hơn á, rồi xong rồi thấy mối tình nó không có đi xa hơn được nữa. Dù sao là em cũng có kinh nghiệm hơn bạn bên kia ha. Bạn bên kia chưa có biết gì hết trơn, chưa có hôn bạn gái luôn. Chưa có gì thế, cũng là một trải nghiệm mới cho mình. Trải nghiệm mới à? Em muốn trải nghiệm không? Coi như là em là một trải nghiệm mới cho bên kia đó. Dạ em nghe rồi ạ. Nghe rồi ạ. Em có bao giờ em nằm mơ em thấy em ôm một cô gái nào em tưởng tượng ra người yêu của mình chưa? Sau khi đăng ký chương trình này thì em đang cố gắng nằm mơ. Đang cố gắng nằm mơ ạ. Em tưởng tượng sau khi đăng ký chương trình thì em nằm mơ cô gái của mình là như thế nào? Không cao không thấp. Không cao không thấp là sao? Cũng vừa vừa đấy ạ. Lỡ như thấp quá thì sao? Dạ, thấp quá đi giày vào cho cao anh bạn ơi. Rồi mà sao mặt mày sao? Dạ, mà cũng bình thường đấy ạ. Sao mơ gì đơn giản vậy? Mơ nó phải hoành tráng hơn chứ. Em có mơ em hôn một cô gái lần nào chưa? Đang mơ anh ạ. Đang mơ. Thôi bây giờ em có cái hình mẫu lý tưởng không? Chỉ cần cô ấy bình thường thôi ạ. Còn cái việc phức tạp thì cứ để em lo ạ. Dễ quá, phức tạp để em lo. Trời dễ thương quá. Sao là phức tạp anh? Nếu như mà em cảm thấy không bình thường được thì nó là phức tạp với em ạ. Bây giờ mẫu người lý tưởng của Ngọc là như thế nào nè? Người biết chăm lo gia đình, quan tâm và chăm sóc bạn gái. Ngoại hình? Dạ, ngoại hình cao mét 6 trở lên, miệng đừng hô. Dạ. Miệng đừng hô? Dạ, mắt cũng đừng hí. Mắt đừng hí? Dạ. Trời đất ơi. Bên đây sao? Không có hô, không có hí, gì nữa? Nếu đẹp trai càng tốt. Đẹp trai càng tốt. Dạ. Bên đây dễ thương. Có cái gì mà em không thích ở người bạn trai không? Dạ bạn trai đừng hút thuốc. Có hút thuốc không em? Em rất ghét những người hút thuốc ạ. Dạ. Tốt. Hết chưa? Tôi qua kiểm tra nè. Hết rồi chị. Bao lâu thì kết hôn? 3 đến 5 năm nữa. 3 tới 5 năm nữa? Dạ. Mới 22 mà chị. Lâu quá vậy. Chào em. Dạ chào chị ạ. Em định chừng nào kết hôn? Dạ khi mà bên đàn gái cho phép là kết hôn đấy ạ. Thế mà nhưng mà bên đây cũng muốn từ 3 tới 5 năm nữa là em đợi nổi không? 3 đến 5 năm nữa cho phép thì kết hôn. À có nghĩa là em sẵn sàng chờ đợi. Dạ. Bạn gái muốn là dù bận công việc nhưng mà em phải luôn luôn quan tâm chăm sóc cho bạn gái thì em nghĩ là em sẽ quan tâm chăm sóc bằng cái cách nào? Em sẽ cố gắng hoàn thành xong nhất công việc của mình và sẽ xin đơn vị tạo điều kiện này có nhiều thời gian quan tâm chăm sóc bạn hơn ạ. Bao lâu em lên thành phố em thăm bạn ấy được một lần? Em cố gắng sang một tuần một lần. Một tuần một lần? Em cố gắng. Thiệt không vậy mấy anh? Được luôn hả? Một tuần nghỉ được một lần luôn hả mấy anh? Những cái điểm gì mà em không thích ở một người bạn gái? Sau này mà về nhà đấy thì người vợ là người vợ chứ không phải là người vợ là người chồng rồi được rồi. Ủa là sao? Người vợ là người vợ, người vợ đừng là người chồng là được rồi. Tức là vợ không bao giờ đòi là chồng rồi được. Vợ không phải là chồng, chồng không phải là vợ. Thôi ý em nói là cứ đến đầu cứ có người chồng đi anh. Tức là sợ người vợ thành người chồng tức đè đầu cưỡi cổ người chồng. Dạ. Tức là không, ý em nói là không muốn người vợ dữ quá đúng không? Dạ, chỉ thế thôi ạ. Trời ơi, ông nói cho rõ rõ, ông nói mà đúng đâu có khi người chồng biến thành người vợ chứ. Dạ hết rồi đây ạ. Về ngoại hình, em thích cổ điển hay em thích hiện đại? Em thích mẫu người truyền thống ạ. Truyền thống là sao anh? Truyền thống là tất cả mọi thứ đơn giản bình thường thôi ạ. Ví dụ như cổ là sơn móng tay, nhuộm tóc, cắt tóc, xăm mình rồi gì được không? À, chị ấy nhuộm tóc thì cô là nhuộm lại được, sơn móng tay có thể sơn lại được, nó lại trở bình thường rồi. Có nghĩa là không đồng ý? Dạ đồng ý chứ chị, bởi vì tóc có thể nhuộm lại, móng tay có thể sơn lại. Vậy là xăm mình là thua rồi phải không? Xăm mình có thể tẩy đi được. Xăm mình sao tẩy? Để em tẩy ạ. Trời ơi, bạn gái em đi với em là nhuộm tóc là không được hả? Nó không phải màu nổi quá được rồi. Thì đỏ đỏ thôi. Nhạt nhạt tí là được rồi. Vậy được không? Này đẹp ạ. Đẹp hả? Dạ. Không sao em cũng còn biết đẹp dạ, được dạ. Em được được không đến nổi. Đàn trai dễ thương quá, để anh qua xem đàn gái thế nào nha. Là có gì anh bảo em ạ. Hả, có gì anh lo cho nha. Dạ. Chồng là chồng, vợ là vợ nha. Chào em gái dễ thương quá. Lấy chồng bộ đội á là phải hy sinh một phần cái công việc của mình cũng như là hy sinh rất nhiều cái tình yêu của mình luôn. Em có lo không? Không cần phải nhất thiết là phải ở bên nhau, chỉ cần là có những cái cử chỉ hành động quan tâm là được. Anh hiền lắm đó. Ý anh nói nãy là sợ em ăn hiếp anh thôi. Em cũng hay ăn hiếp chồng không? Dạ không. Ủa chưa có lấy chồng mà sao biết không? Nhưng mà hồi đó giờ chưa ăn hiếp ai hết. Cô gái bên đây cũng hiền á em trai. Em thấy hai đứa hợp á nha.
Hôm nay em đi với ai Ngọc? Dạ em đi với mẹ với Hiếm Năm với bạn. Dạ chào cô. Dạ chào chị Cát Tường. Dạ. Em chào anh Đồng Quê Linh. Chào cô. Em chào khán giả trong trường quay. Với tôi là mẹ của Thu Ngọc. Ngọc thì cũng biết nấu ăn, cũng vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng. Em trai hôm nay thì má thấy cũng được Ngọc. Thì con cũng để đến đây cho tạo cho cơ hội cho con rồi tự con quyết định. Theo Thiếm thấy thì cháu Nam bên đây thấy Thiếm thấy cũng được. Thì cũng đẹp trai, dễ thương. Con tìm hiểu nha Thu Ngọc. Thấy hai người cũng xứng. Dạ, vậy là Thiếm ủng hộ hả Thiếm? Dạ. Rồi, cảm ơn Thiếm. Rồi, em muốn bên đàn trai ai? Dạ, đi cùng em nay là có chị Ngọc là thủ trưởng của em ạ. Dạ, xin phép chào anh Huyền Linh, chào chị Cát Tường và các khán giả tham dự chương trình Bản Quán Hẹn Hò. Thì xin chúc mừng Bình. Thì chương trình Bản Quán Hẹn Hò đã tìm đến cho em được một cô gái rất là xinh xắn. Những cái tiêu chí, tiêu chuẩn em đề ra thì anh thấy là đáp ứng được. Đồng chí Bình công tác trong quân đội thì là sống theo nề nếp nguyên tắc và kỷ luật thì rất là nghiêm. Anh hứa với em là đơn vị sẽ rất là tạo điều kiện cho Bình và em có nhiều cơ hội để tìm hiểu nhau và để gặp gỡ nhau hơn. Cảm ơn chị Ngọc. Bây giờ thì sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Mạnh dạn lên nha Bình. Anh Kim Tâm ạ. Tiến tới luôn. Rồi, mời hai bạn. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, em cũng có và mong anh là sẽ thích. Anh thích? Dạ. Em thích hoa không? Dạ, thích. À, vậy là anh vui rồi. Dạ. Đứng sát sát chút xíu coi. Để coi cặp này coi. Trời ơi, sao nó hợp quá ta. Phải hợp chứ anh? Hợp. Phải hợp. Về cơ chế hình thể nó cũng ma mụn miệng giống giống nhau. Lẽ tôi cưới cặp này luôn chứ trời. Hợp dữ vậy đó thiệt á. Nhìn tôi thấy hợp ra nắm tay thử cái cảm giác sao? Xin phép bạn nè, tôi nắm tay bạn nè. Anh em chứ bạn cái gì ở đây không biết. Mạnh dạn lên. Hả? Tay mà quéo lên luôn vậy nè. Tôi nắm nhẹ nhàng, nắm như quéo. Đang tay vô nắm thử coi. Lần đầu tiên nắm tay con gái hả? Cảm thấy sao? Chia nữa. Thấy run không Bình? Đang run này kìa. Run rồi. Thấy tinh thần nó sao Bình? Cảm thấy bắt đầu có động lực hơn rồi ạ. Có động lực rồi đúng không? Rồi, bây giờ mình lấy động lực về nói chuyện nha. Dạ. Rồi, về rồi, ghế ngồi, chỗ đi, ngồi đi hai bạn. Cảm nhận đầu tiên gặp nhau như thế nào? Nhìn nói về em thì là anh nhìn thấy là đủ rồi. Dạ, vui. Anh thấy vui hả? Anh thấy vui, rất dạ. Vui. Dạ. Thì sợ em không vui thôi. Dạ không, em vui lắm. Vậy là tốt rồi. Hiện tại là anh đang công tác ở Cần Thơ á. Hồi nãy anh nói là sẽ mỗi tuần lên thăm em một lần. Anh không hứa trước. Dạ. Và nếu mà thuận tiện nhất thì là sẽ một tuần lên thăm em một lần. Nếu dạ. Như em cho phép. Mà còn anh... nếu sai không thì là cái việc đấy cứ để anh lo. Dạ. Anh có sẵn sàng về quê em chơi ở Bà Rịa Vũng Tàu anh? Anh rất thích Vũng Tàu. Dạ. Không biết anh có sẵn sàng đưa em về quê em chơi? Nếu có cơ hội anh sẽ đưa em về nhiều dạ. Lần khác. Dạ. Em có câu hỏi nào ngoài anh nữa không? Dạ. Em có câu hỏi nào ngoài anh nữa không? Anh bên không quân á là thường thường là anh có lái máy bay trực thăng. Anh thì không lái được máy bay trực thăng. Anh ở bên kỹ lái thuật. Lái máy bay khác à? Tại em không lái máy bay ạ. Em làm bên kỹ thuật bảo đảm công tác kỹ thuật cho máy bay ạ. Sửa máy bay đúng không? Chăm sóc máy bay đúng không? Dạ vâng ạ. Mà đi ké máy bay được không? Em ạ. À. Là tùy theo tình hình nhiệm vụ của đơn vị thì em có thể đi máy bay hoặc không đi máy bay ạ. Nhưng máy bay có khi nào bay từ Cần Thơ xuống Vũng Tàu không? Hôm trước có nhiệm vụ bay ra biển ấy thì có bay qua Vũng Tàu ạ. Bay qua thôi, bay qua nhảy dù xuống. Bay qua nhảy dù xuống. Bay qua thôi em nhảy dù xuống. Không biết anh có gì muốn hỏi em. Anh chỉ hỏi em nay em có vui không thôi là hết rồi. Còn lại thì là để anh lo. Vậy chứ anh thấy mặt em có vui không anh? Nếu mà em vui thì là tốt rồi. Em cũng phải hỏi nguyện vọng cổ giờ cô thích gì, cô thích hẹn hò như thế nào. Còn qua cơ hội xuống chỗ em chơi thì em muốn đi chơi ở đâu? Em thích đi tắm biển á. Em biết bơi không? Được không. Để anh dạy em bơi. Hay quá. Em cũng muốn tập bơi á mà không có người, chưa có cơ tâm, hội. Anh sẽ tập cho em bơi được. Dạ. Anh thì tất cả mọi thứ đều nó bình thường thôi. Hôn nhân thì gia đình thì vợ thì vẫn là vợ thôi. Ý anh luôn là đừng có ăn hiếp anh là được rồi, đừng bắt nạt anh là được rồi.
Ý em nói tức là em là chồng, là em về em chỉ làm gì tất cả những việc thuộc về chồng thôi đúng không? Em có thể nấu ăn. Cái đó là chuyện của vợ đó. Dạ, em có thể phụ vợ nấu ăn. Còn công việc nhà hay sao anh? Công việc nhà thì ai rảnh người ấy làm. Còn nếu mà hai người cùng rảnh thì hai người cùng làm. Nhưng mà anh công tác không thì biết khi nào anh rảnh nè. Vậy là những khi mà anh định được về nhà là anh làm hết mọi việc? Anh làm được. Dạ. Mình tiến đến xa hơn á, là anh tính là anh sẽ định cư ở Cần Thơ luôn hay sao? Dạ. Anh sẽ đưa em về Cần Thơ sống. Như về Vũng Tàu đúng không? Còn tàu thì anh thì làm sẽ vất vả hơn một chút. Bây giờ em nói gì để cho cô ấy đồng ý bấm nút hẹn hò với em nè? Anh rất là vui, muốn có thêm nhiều cơ hội để nói chuyện, tìm hiểu em thêm. Dạ. Em đến đây cũng là cho em cũng như là cho anh một cái cơ hội, mong rằng là mình sẽ tiến xa hơn. Đặt tay vào nút bấm đi em. Hãy bấm vì tình yêu, suy nghĩ cho kỹ. Bấm nút chúng ta phải yêu thương nhau. Suy nghĩ thật kỹ nhé và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Chúc mừng. Nắm tay nhau đi hai bạn. Nắm chặt. Bây giờ là chính thức nắm tay nhau, hẹn hò với nhau rồi đó. Bây giờ xin mẹ trước đi, xin bác trước đi. Tên gì nhớ không? Em Ngọc. À, em Ngọc. Em Ngọc. Còn Ngọc nhớ tên gì không? Tên Bình. À đúng rồi. Ngọc Bình cũng đẹp á hả? Nắm tay, nắm tay, nắm tay. Báo cáo thủ trưởng đơn vị, xin phép bác là hôm nay có chương trình tạo được điều kiện để cháu có thể tìm thấy bạn Ngọc, thì cháu xin phép bác là đơn vị tạo điều kiện cho cháu bạn Ngọc hẹn hò. Hết. Xin bác cho con hôn cái nụ hôn đầu đời của con. Trên má em Ngọc. Lúc nào riêng? Không có riêng, có thủ trưởng, có ba mẹ ủng hộ. Nói đi. Rồi, bây giờ nói nè. Nói đi. Dạ, cháu xin phép bác là, cháu xin phép là lực thích hồn thơm má bạn em Ngọc. Được không bác? Đó. Đồng chí thiếu úy. Rõ. Bình. Rõ. Rõ. Từ từ, từ. Gì vậy? Gì thổ lỗ tai hết trời. Em bị cướp cò anh ạ. Không có cướp cò nè, để cái tay ra cho mọi người chứng kiến nè. Để vô từ từ ha. Làm nhiệm vụ của mình đi thiếu quý Bình. Có. Sắp xỉu rồi, sắp xỉu rồi. Cảm thấy trong người lúc này như thế nào? Em không thể diễn tả được bây giờ chị ạ. Là nó như thế nào? Dạ, nó không thể diễn tả được nữa rồi chị ạ. Vậy hả? Làm gì cái tay kia làm gì mà cứng nhắc vậy? Thả lỏng ra xíu đi em. Thả lỏng chứ đâu phải buông tay. Thả lỏng, nắm lại. Đây là một cái kỷ niệm đẹp đầu đời của em. Mời bạn Nam. Rồi, mời đồng chí ngồi. Xin mời bạn nữ. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi, chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình đi. Xin chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư cùng bạn gái bên kia và toàn thể khán giả. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Phạm Trung Khánh. Tôi sinh ngày 2 tháng 9 năm 1992. Quê hương tôi ở Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình. Gia đình tôi hiện nay đang sống ở Gia Lai. Còn bản thân tôi hiện là Phó Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trường Sĩ quan Lục quân 2. Hết. Dạ. Được chứ, đội hơi căng thẳng xíu. Bây giờ mình thoải mái lên nha. Mình đi tìm người yêu mà. Mời bạn gái. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư và toàn thể quý vị khán giả cùng bạn Nam bên kia. Em xin phép giới thiệu, em là Trần Thị Mai Phương. Năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang là nhân viên văn phòng và em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai ạ. Biên Hòa. Cũng gần. À, Mai Phương, điểm mạnh và điểm yếu quán thân em là gì? À, điểm mạnh của em là em rất là nhiệt tình trong công việc. Gặp những cái khó khăn thì em sẽ luôn là nỗ lực hết mình để hoàn thành công việc. Còn tính cách của em thì em tự nhận mình là một người rất là cởi mở và chân thành. Khuyết điểm của em thì có lẽ là em hay quên. Mình có hay quên tới mức độ đáng báo động không? Ví dụ như là em đang mang cái khẩu trang trên mặt rồi nhưng mà em quên mất là em chưa mang cái, em đi tìm khắp nhà luôn. Rồi xin mời anh Khánh.
nhá, kêu bằng anh cho thấy trẻ trung hen. Ưu điểm, khuyết điểm của anh là gì? Dạ, ưu điểm có thể nói về bản thân tôi là một người vui vẻ, hòa đồng, sống có trách nhiệm. Còn về khuyết điểm thì tôi hay rụt rè, đặc biệt là trước đám đông. À, em trai đi đâu là cũng có như kỷ luật quân đội là phải tôi với đồng chí này kia hay là sao? Đó là cái cứng, nhiều lúc mình ra ở một chỗ nào đó không gian thoải mái hơn thì có thể... Có gì mình thoải mái đi, anh em với nhau đi, đúng không? Này, nãy giờ mình cứng nhắc, nó vượt qua rồi khỏi rồi. Mình ra ngoài đời rồi, mình đi coi gì tìm bạn gái đi, thoải mái. Đúng lên rồi. Ừ. Chào anh. Chào chị. Chào anh. Đó, vậy đó. Đó, vậy đi. Ừ. Hồi gặp cô kia nói, tôi nói cho cô nghe là mệt rồi nha. Đúng rồi, không lẽ gặp bạn gái xin tôi cũng kỳ đúng không? À. Bây giờ mình sẽ khai thác tí xíu về cái tình trường của mình hen. Trước giờ là mình có bao nhiêu mối tình rồi nè? Bản thân tôi thì chưa có trải qua mối tình nào. Chưa yêu ai luôn? Chưa. Thiệt không? Thiệt. Có nắm tay ai chưa? Nắm tay chắc cũng chưa luôn. Vậy là chưa nắm tay là chắc chắn là chưa hôn ai luôn? Chưa, chắc chắn là chưa luôn. Trời ơi, chưa nắm tay, chưa hôn ai luôn. Em ơi, bây giờ ngay thời điểm này mà kiếm ra một chàng trai chưa có một mối tình nào, chưa nắm tay, chưa hôn ai là một dạng như là ảnh là hiếm lắm luôn á, hiếm cực kỳ luôn. Em sao? Có tình cảm, tình yêu rồi trước đó sao? Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em chỉ có một mối tình thời đi học cấp 3 thôi chị. À là tình học sinh đó đúng không? Dạ đúng rồi. Em cũng có nắm tay chưa? Dạ rồi. Có chưa? Chưa. Chưa, chưa luôn, chưa luôn. Mới nắm tay thôi chưa nha, chưa luôn, chưa luôn. Ê trời, hơi mệt. Tưởng tượng hai người này hôn nhau chắc hay lắm à. Mà sao vậy? Sao không có bạn gái vậy? Chắc do bản thân tôi chưa tìm thấy người phù hợp. Hy vọng qua chương trình này tôi sẽ tìm thấy người phù hợp với bản thân mình. Trời ơi, thấy thương quá không? Anh đi tìm người yêu mà anh... Tôi chưa thấy người phù hợp. Hy vọng qua chương trình này tôi sẽ tìm thấy người phù hợp. Nhìn mặt em mắc cười quá. Thấy thương á. Biết sao chưa có người yêu không? Sao nhở? Gặp gái là tôi nói cho cô nghe là xong rồi đó. Nhớ nha, kéo màn lên phải anh với em nha. Em gái, em muốn tìm một người yêu của em như thế nào? Dạ em muốn tìm một người yêu có 3 chữ G ạ. 3 chữ G rồi. G đầu tiên. Chữ G đầu tiên là già. Già. Là anh ấy có sự chín chắn, sự trưởng thành ở trong đó. Ừ. Chữ G thứ hai là giàu. Giàu ở đây có nghĩa là giàu về tình cảm á chị. Sống có trách nhiệm với gia đình, người thân. Yêu thương bố mẹ, hiếu thảo với bố mẹ. Hay quá. Chữ G thứ ba là giỏi. Chăm chỉ cầu tiến đúng không? Dạ đúng rồi, có chí tiến thủ. Dạ. Rồi còn em trai, em muốn tìm một nữ thương như thế nào? Tôi thì tôi thích tìm một người con gái phải có chiều cao từ 1m58 trở lên, có công việc ổn định, dịu dàng, biết lo lắng cho gia đình, vậy là đủ rồi. Bây giờ để tôi qua bên đàn gái tôi coi sao, coi có hợp lý không? Dạ. Ồ, em chào em gái. Có khi nào em nghĩ là em sẽ lấy chú bộ đội không? Trước đây thì em hay xem những chương trình về những chú bộ đội. Thì em cảm giác là các anh chiến sĩ rất là bản lĩnh, rất là đúng rồi, trưởng thành. Các chiến sĩ là bản lĩnh vững vàng. Dạ. Kỷ luật, tất cả mọi thứ đều rất là tốt. Có điều là nếu em đồng ý lấy chiến sĩ thì em phải đồng ý hy sinh một chút về cá nhân, về gia đình của mình. Có đôi khi vợ đẻ chưa chắc về được. Dạ em nghĩ thì nếu mà tình yêu đủ lớn thì mình có thể vượt qua mọi hết các khó khăn rồi. Vậy là tốt rồi ha. Dạ. Em không thích điều gì ở người đàn ông? Em không thích người đàn ông hút thuốc. Hút thuốc? Chiến sĩ chắc không đến nổi đâu. Lăng nhăng. Không dám đâu. Thậm chí là không có thời gian để lăng nhăng. Không có thời gian để muốn lăng nhăng cũng không được luôn. Kỷ luật quân đội sắc lắm. Nếu như bên đây đồng ý kết hôn thì khoảng bao lâu em có thể chấp nhận? Có thể thì khoảng 1 đến 2 năm nữa. 1, 2 năm? Dạ. Long Thành với Đồng Nai cũng được ha. Em có thích sự lãng mạn không? Dạ em rất thích lãng, em thích lãng mạn. Rồi, để xem chú bộ đội có lãng mạn không nha. Chưa thấy tôi với cô đi chơi cô thấy thế nào? Trời ơi. Bây giờ mình gặp người thân của bên đàn gái thôi. Hôm nay Mai Phương đi với ai ta? Dạ em đi với anh chị em họ của em ạ. À anh chị em họ, chào người nhà của Mai Phương.
Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chị Nam Thư, chào bạn Nam bên này, chào đội nhà mình bên đó cùng quý vị khán giả. Em là chị họ của Phương. Thì là nãy giờ chị cũng có ngồi coi bạn Nam bên này thì chị thấy là tính tình bạn này cũng khá là được, cũng chín chắn, ngoại hình cũng rất là ok. Rồi thật ra thì bé Phương nhà chị á thì nó không cao được như em yêu cầu, nhưng mà rất là hiền lành, ngay cả trong công việc thì chăm chỉ và rất là biết quan tâm đến mọi người. Thì nếu như hai đứa mà cho nhau cơ hội thì chị nghĩ rằng em sẽ tìm hiểu được những điểm tốt của bé Phương. Và khoảng cách địa lý của hai đứa cũng rất là gần nữa, thì hy vọng là hai đứa sẽ cho nhau cơ hội, nếu được thì là sẽ tiến tới xa hơn. Rồi, cảm ơn em. Mời đại diện bên đàn trai đi nha. Xin chào anh Quyền Linh và chị Thư. Xin chào tất cả khán giả. Tôi là thủ trưởng Vạn Khánh. Chúng tôi đến từ trường sĩ quan lục quân 2. Vạn Khánh cũng là một trong những học viên được đào tạo tại nhà trường. Và hiện nay đang công tác trên cương vị là phó đại đội trưởng, với công việc hàng ngày quản lý giáo dục rèn luyện học viên, cũng là đào tạo ra các cái thế hệ cán bộ tiếp theo cho quân đội. Đặc biệt trong lĩnh vực tình yêu thì Khánh của chúng tôi thì cũng rất là nhút nhát. Có thể hỏi Khánh một câu là đã thấy rung chưa? Báo cáo là đang rất trời là rung. Báo cáo luôn. Hy vọng rằng sau chương trình này chúng tôi sẽ có những cái tiếp tục được theo dõi những cái sự phát triển về tình cảm của Khánh và bạn gái trong cái chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn thủ trưởng. Rồi, mở rào. Đồng chí, mình quay ghế qua đi đồng chí. Em chào anh. Chào em. Ồ, hai đứa đồng điệu quá ha. Nay nhân ngày gặp mặt anh có món quà này tặng em. Em rất là thích đi du lịch, hy vọng là những chuyến du lịch sau này sẽ có anh cùng đi với em. Chà, giống như hơi vô hộp vậy ta. Căng căng quá. Anh cảm nhận em là người như thế nào ạ? Theo anh nghĩ thì em là người dễ gần, vui vẻ, vậy thôi. Hỏi đi. Nhà em ở đây luôn hay là ở ngoài quê? À, quê gốc của em là ở Hà Tĩnh, còn nhà em ở đây hết rồi ạ. Ở đây hết rồi. Ở Biên Hòa hết rồi ạ. Ở chỗ nào ở Biên Hòa em nhỉ? Dạ em ở gần khu công nghiệp Amata. Amata, thế cũng chắc từ chỗ đó mà đi xuống trường chắc cũng phải 40 phút đi xe máy. Anh có điều gì muốn hỏi em thêm không ạ? Những lúc buồn em thường làm gì? Những lúc mà buồn thì em hay đi xem phim, đi nghe nhạc, gặp bạn bè. Còn những lúc mà stress quá thì em sẽ đi du lịch. Dạ. Không biết là nếu như mà sau này em thích đi du lịch như thế này thì anh có thời gian để đi chung với em không? Thì thời gian thì chắc sẽ có thôi. Quan trọng là tình cảm của hai đứa như thế nào, đủ để đi du lịch hay không thôi. Mình có thể đi chung với một nhóm bạn của em nữa. Bạn em cũng rất là thích đi. Đi đông càng kỳ nữa. Có gì anh kéo nguyên đại đội anh đi. Đó, đông vui đúng không? Rồi tiếp đi. Tiếp nổi. Nếu mà cưới nhau thì em có đồng ý về cùng với anh không? Về đâu ạ? Về ở gần trường. Tại vì như anh bây giờ thì được gần 3 năm anh ra trường thì cũng được nhà trường tạo điều kiện cấp đất rồi. Bây giờ chỉ còn thiếu vợ nữa thôi. Nếu một tháng thì anh có thể sắp xếp thời gian gặp em được bao nhiêu lần? Một tháng là 4 tuần, 2 tuần trực, còn 2 tuần không trực. Thì trong khoảng 2 tuần đó thì nếu như sắp xếp được thời gian thì có thể gặp nhau được. Là gặp nhau được suốt 2 tuần luôn ạ? Thì tức là phải thời gian nào không bận công việc. Bây giờ em nói rõ trong cái thời gian quân đội của em nè, một tháng thì em được ra khỏi doanh trại bao nhiêu ngày? Ra ngoài doanh trại thì ra được nhiều lần, nhưng mà cái quy định của nhà trường thì đang là độc thân thì không được ngủ ngoài doanh trại. Không được ngủ ngoài doanh trại, đúng rồi. Đi ban ngày được đúng không? Đi ban ngày được. Em đi mấy giờ em phải về doanh trại? Tối đó. Thì đối với ngày thường thì trước 9:30, còn đối với ngày nghỉ thứ 6, thứ 7 thì trước 22:30. Tức là 10:30 là phải về doanh trại. Đúng rồi. Đó, em biết giờ giấc của anh rồi đó. Bạn Khánh
Khánh có hình dung ra lần đầu tiên nếu mà mình hẹn hò với nhau thì sẽ như thế nào không? Chắc nếu lần đầu tiên mà hai đứa hẹn hò nhau chắc cùng nhau đi đâu đó. Đâu đó là đâu là đó? Đi đâu? Điều đó thì giờ chưa nghĩ được, lúc đó là mới tính. Bây giờ mình để mình xóa tan cái không khí này. Bây giờ mình văn nghệ đi. Bé Phương, hát bài tặng ảnh liền. Mấy anh thích hát hò văn nghệ lắm. Dạ hôm nay em xin gửi đến anh Quỳnh Linh, chị Nam Thơ cùng quý vị khán giả và anh một bài hát tiếng Nhật. Bài hát là Lý do của sự sống. Em có thể nói nội dung trước để nghe nó dễ cảm nhận hơn. Dạ, thì lý do em được sinh ra trên đời này là để gặp được ba mẹ em, anh chị của em. Lý do em được sinh ra trên đời này là em để được gặp bạn bè của em. Và lý do em được sinh ra trên đời này là để gặp người em thương. Hay quá. Watashi wa umarete kita wa ke wa shichi to haha to nite hau tame. Watashi wa umarete kita wa ke wa kyōdai tachi ni te hau tame. Watashi wa umarete kita wa ke wa tomodachi minna ni te hau tame. Watashi wa umarete kita wa ke wa utoshi anata ni te hau tame. Dạ em xin hết ạ. Bạn Nam hát đáp liền. Vậy thì anh cũng xin hát một đoạn thôi, đoạn ngắn. Chắc hát rồi mọi người sẽ biết tên thôi. Ngày xưa anh với em gặp nhau trong giấc mơ, dường như trong em phút giây đầu tiên như đã yêu anh từ lâu. Quên rồi. Trời ơi. Đồng chí này chưa bao giờ nắm tay con gái nè. Không không, tôi sẽ không nắm tay đâu. Tại sao? Tôi sẽ dành nắm tay với người tôi yêu thôi. À dạ. Khi nào yêu mới nắm tay hả? Thôi được rồi, tôi nhường cho kỷ luật quân đội. Thời gian dành cho các bạn tâm sự đã hết. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tới một cái giai đoạn hết sức là quan trọng là bấm nút. Rồi. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó. Nào để tay nút bấm đi. 3 2 1 Hết thời gian. Đây quà của em. Quy định của chương trình là phải nắm tay và sau đó sẽ hôn. Đó. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn má thôi. Hôn má. Quay lại hôn, hôn đúng rồi. Hôn. Đó. Mời bạn Nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi mời em gái. Thôi bạn Nam giới thiệu về mình đi. Em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Cát Tường xinh đẹp bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thành Đạt. Em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai. Hiện em đang công tác tại Bưu điện Việt Nam. Công việc của em là nhân viên chuyển phát nhanh và thu thuế ủy nhiệm thu của phường. Em bao nhiêu tuổi rồi Đạt? Dạ, năm nay em 32 tuổi anh Quỳnh Linh ơi. 32 tuổi, chuyển phát nhanh. Xin mời bạn gái. Dạ, em chào chị Cát Tường. Em chào anh Quỳnh Linh. Chào bạn Nam và tất cả khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Lê Thị Thùy Trang. Em hiện là nhân viên chúng tôi lấy booking hàng xuất cho một công ty làm về dịch vụ logistics. Em làm việc tại Tân Bình, Hồ Chí Minh. Em sinh ra và lớn lên tại Lai Vung, Đồng Tháp. Trong một gia đình có ba chị em gái, em là chị cả. Hôm nay thì em đến với chương trình với niềm mong mỏi tha thiết là sẽ được ông Mai và Mối giúp mình tìm được một mớ mảnh ghép thất lạc của mình bấy lâu nay ạ. Điểm mạnh điểm yếu của em. Dạ, điểm mạnh của em là em biết cách ăn mặn, biết quan tâm đến người khác, biết nấu ăn, may vá chút chút, biết ca hát. Em rất là thích trang trí, dọn dẹp nhà cửa. Có điểm yếu, có khuyết điểm gì không? Dạ, khuyết điểm của em là
em khá là thẳng tính, hơi rụt rè, cho nên là em rất là ít những mối quan hệ ngoài công việc. Em khá là cầu toàn, kỹ tính, cho nên là em rất là lo xa và nhiều khi tạo áp lực không cần thiết cho bản thân. Và cuối cùng là em không có nhiều tài lẻ đặc biệt để thu hút người khác. Rồi, bạn trai. Em xin giới thiệu anh Quyền Linh là ưu điểm của em á. Thì em là một người thích thể thao, năng động, thích ca hát, xem phim, nghe nhạc. Nói chung là tính tình em hòa đồng, vui vẻ. Vui vẻ, hòa đồng. Điểm yếu là gì? Có trách nhiệm nữa. Còn khuyết điểm của em là bạn bè nhận xét em là một người hiền, ít nói. Trong giao tiếp thì thường thường em bị chậm một nhịp á. Chậm một nhịp, trời ơi. Em chuyển phát nhanh mà em chậm một nhịp rồi sao nhanh được. Công việc nó khác, còn anh ngoài giao tiếp ấy thì em... Còn là chậm hơn người ta. Chậm hơn người ta, cho nên bây giờ em vẫn bị ế. Rồi. Anh thấy hai bạn có chung một cái sở thích, tức là ca hát nè. Thôi giờ mình hát bài nào cho nó sung lên, cho nó vui cái nào. Em người miền Tây thôi, em rất vui cho chương trình một cái... trích đoạn cho ông Lê Văn Sơn bá chúc anh đài nha. Ủa, mọi người. Thì nói chung là sở thích thôi, không biết là có hay hay không, mọi người bỏ qua trong trước cho em nha. Rồi, vô luôn. Ta qua câu điều chân tiếng em rạc rào tình thương dân đồng đầy, tình mình lũ luyến ôi nhiều lũ luyến, đường dài dài thêm như nhiều ý thơ. Dân tay qua câu tình thắm chứa trang bao tình, tình ta này, tình ta này, tình ta truyền miên, nghe lòng buồn vui đưa tiếng em. Vui mà. Được á. Bây giờ em trai nói đi. Mình có mấy mối tình rồi? Từ trước đến giờ thì em trải qua một mối tình chính thức anh. Một mối tình bao lâu? Khoảng 3 năm anh em. Sao chia? Cách đây 3 năm luôn rồi. Nhưng mà sao chia tay? Do công việc của em lúc đó nó hơi bị bận rộn ấy. Em bận cái em bỏ anh ta, không quan tâm ta đúng không? Vâng, ít thời gian dành cho bạn gái. Nhưng mà cái này là lỗi do em. Vâng, lỗi. Bởi vì quen phụ nữ là phải chăm sóc, quan tâm phụ nữ người ta mới được chứ. Rút kinh nghiệm nha. Vâng. Bạn gái sao? Dạ, em thì trải qua 2 mối tình rồi ạ. Quen nhau bao lâu em? Dạ, mối tình cuối cùng thì em quen được khoảng 3, gần 3 năm thì được. Cũng 3 năm luôn. Dạ, gần 3 năm tụi em chia tay. Lúc mới ra trường thì khoảng gần 1 năm thì bạn ấy đặt vấn đề muốn cưới. Nhưng mà em thì em muốn xây dựng sự nghiệp ổn định trước rồi mới lập gia đình. Cho nên là bạn ấy không đợi được, bạn ấy chia tay. Với lại lúc đó tuổi trẻ cũng bồng bột với chị. Rồi bây giờ em nghĩ là sự nghiệp em ổn định chưa? Dạ, ổn định rồi. Bây giờ chừng nào thì em mới là lấy chồng được? Em nghĩ là có thời gian tìm hiểu anh nhất là 6 tháng thì sẽ tiến tới hôn nhân. 6 tháng? Lẹ dữ vậy đó hả? Có coi thầy coi tuổi gì không? Ngày xưa em thích đi coi bói lắm. Nói chung năm nào không, bây giờ quẻ đâu năm không yên tâm. Năm nay có gieo không? Dạ có. Mà năm nào thầy bói cũng nói là em lấy chồng lớn tuổi hơn nhiều lắm. Năm nay gieo nói có lấy chồng không? Dạ nói là có tin vui á, nhưng mà không biết là phải tin vui hỷ sự không? Có đó, cứ tin vậy đi. Hôm nay tới chương trình là em thấy vui rồi đó. Rồi, em muốn kiếm người chồng như thế nào? Em muốn tìm một bạn nam độc thân, có ngoại hình ưa nhìn, cao 1m7 trở lên, tính tình thì ôn hòa, rộng lượng, trung thủy, quyết đoán, không bê bối, gia trưởng và quá ham nhậu nhẹt. Anh cho em hỏi là nếu như mà vợ tương lai của mình á thích nuôi chó trong nhà thì anh có cảm thấy khó chịu không anh? Không em ơi, trước nhà anh cũng nuôi mà, không sao đâu. Bạn gái muốn nuôi bao nhiêu con cũng được. Bây giờ qua bạn trai muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ thưa chị Cát Tường, thì mẫu người bạn gái của em cũng đơn giản thôi. Cao chừng 1m55 trở lên là được rồi. Biết cách ăn mặc giống như bạn nữ đó vừa nói. Được luôn. Rồi bây giờ anh sẽ qua xem bên đàn gái sao ha. Cao khoảng 1m mấy được em, 1m mấy? Đó. Dạ 1m65 anh ơi. 65 hả? Dạ. Vậy cô kia chắc cao khoảng 1m50-60 được ha. Ok, sao cũng có được. Có yêu cầu về số đo này kia không? Dạ số đo thì nói chung là vòng nào ra vòng đó là được rồi. 1 bằng nhau được không? 1 bằng nhau, thôi cũng được. Cũng được luôn. Cũng được. Quan trọng là yêu thôi. Hay mình tập thể dục lẫn được. Đúng rồi. Dạ. Ồ, em chào anh ạ. Chào con gái Đồng Tháp. Dạ. Nhưng bây giờ em về Đồng Nai làm dâu được không? Dạ, cái này là tùy duyên thôi anh. Đồng Nai gần luôn, sát bên luôn. Nãy giờ nghe nói cũng lành dữ lắm luôn rồi nha. Mà chắc là em không trễ nghiệp như anh bên kia đâu. Em đúng nghiệp lắm. Anh là vô nghiệp đúng không? Dạ. Anh phải kéo anh vô nghiệp của em. Được, bên đây dễ thương rồi đó. Dạ nhờ chị. Hai đứa lanh lợi như nhau.
Chào chị Cát Tường. 6 tháng cưới kịp không em? Chuẩn bị kịp không? Nói chung là em cũng lớn tuổi rồi, 6 tháng là chuyện bình thường mà chị. Nhưng mà mình đã sẵn sàng, mình có chuẩn bị mọi thứ chưa? Bây giờ rước cũng về em, là... Em đợi lâu lắm rồi chị ơi. Rồi bây giờ mình thí dụ như bạn gái về quê của mình thì có tạo cái công ăn việc làm gì được cho bạn ấy không? Nói chung là bạn gái làm ở Sài Gòn đúng không chị? Bạn gái làm ở Sài Gòn? Vâng, gần mà chị. Từ đây lên Sài Gòn không xa. Rồi không lẽ mốt lấy nhau về đi về đó ở mỗi ngày bạn gái chạy lên Sài Gòn làm chạy về hả? Bạn gái cho mình hỏi bạn gái làm ở quận mấy vậy? Em làm ở Tân Bình anh ơi. Ôi gần mà, hồi trước em lên Biên Hòa chị ơi. Lấy nhau là vẫn một ngày mà tùy thuộc bạn gái thôi, công việc của bạn gái thì nói chung là về dưới Biên Hòa làm cũng được mà làm trên tay cũng được, tùy bạn gái quyết định thôi. Tại vì công việc của bạn gái mà chị. Nãy giờ em đang hình dung là bạn gái bên đây là người như thế nào? Em tưởng tượng thử coi. Theo em nghĩ bạn gái bên đấy chắc tóc dài. Tóc dài. Trang phục chắc em nghĩ là chắc đẹp đó, em nghĩ mặc giống chị ấy. Hả? Mặc giống chị, mặc đầm. Mặc giống chị, áo đầm. Mày hỏi mấy thông tin sơ bộ cho bạn gái nghiên cứu thôi ha. Dạ. Rồi, tìm hiểu thời gian được thì tiến tới hôn nhân luôn. Hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với đại gia đình của em ạ. Gồm có cha, mẹ, bà Út, thím Út, hai đứa em gái nhỏ và một người bạn của em ạ. Ồ, đông quá vậy. Dạ. Một tràng pháo tay cho nhà gái à. Rồi, chào cô chú ạ. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Kính chào tất cả khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thấy hai đứa theo tôi nhận xét thì thấy nó cũng đạt. Mình có thể bấm nút mình tìm hiểu thêm. Có thời gian thì về quê từng người để mà mình tìm hiểu nó nhiều hơn. Và cho hai bên biết nhau, cơ hội nó sẽ tiến nhanh hơn nữa. Cuối cùng tôi cũng chúc hai đứa kết thành trăm năm hạnh phúc thì tốt. Rồi, cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn đàn gái. Đàn trai đi với ai? Dạ, em đi với hai bạn thân của em ngồi dưới hình. À, bạn thân á hả? Vâng. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Cát Tường, cùng quý anh chị, cô bác cho trường quay, cùng toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi trên màn hình nhỏ. Em tên là Quân, em là bạn trong nhóm của anh Đạt. Theo em nhận xét từ lúc chơi với anh Đạt đến bây giờ là anh là một người vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm đến những người xung quanh và đặc biệt là rất có hiếu với ba mẹ. Về chị đây thì theo em nhận thấy là chị nhanh nhẹn và khá thông minh và khá xinh đẹp đó. Cái gợi ý cuối cùng của em là nên bấm nút, cũng mong là hai người cũng có thể là cho nhau một cơ hội để tiến tới xa hơn. Rồi. Em xin hết ạ. Cảm ơn em. Bây giờ là thời gian dành cho hai bạn. Kéo rào. Lần đầu tiên thì muốn quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Và em cũng có món quà em tặng anh. Đây là hộp mứt do chính tay em làm. Em hy vọng là mình cũng sẽ có một cái kết đẹp, ngọt ngào như hộp mứt này. Đó, cảm nhận về nhau đi, lần đầu tiên gặp mặt đó là sao? Nãy giờ nghe em chia sẻ thì em thấy là có điểm nào giống với người yêu lý tưởng của anh không ạ? Cũng giống giống ấy. Nhưng mà anh nghĩ là chắc em hơi khó tính nha. Dạ đúng rồi, em kỹ tính lắm. Em thấy anh sao? Em thấy anh thì... Có bị chậm một nhịp không? Cũng có chậm chậm. Chậm mà chắc nè em. Dạ. Anh cho em hỏi là khi mà hai người quen nhau á, mâu thuẫn xảy ra thì anh có sẵn lòng là người làm lành trước với bạn gái mình không anh? Điều đó chắc chắn rồi. Tại vì tính anh cũng hiền lắm, chắc không có chuyện đó xảy ra đâu ha. Dạ. Hồi nãy mình đem cái đàn lên, giờ mình có thể hát một bài hát tặng bạn gái không? Anh tặng em một bài hát nha. Dạ. Anh xin tặng hết bài cho em bài hát Anh Mơ nha. Sáng nay anh được gặp em, lòng anh hạnh phúc thật nhiều. Được nghe em nói nhẹ nhàng biết mấy, và giây phút này mong sao ngừng trôi. Ước mong thời gian sẽ quay trở lại, để anh được nói với em thêm một câu, rằng ngày mai nếu có gặp lại nhau thì anh có cầm tay anh ôm em thật lâu. Chúc em ngày mai sẽ luôn thật vui, ở nơi xa đó có nắng du tình em, còn anh sẽ nhớ, nhớ mãi nụ cười ấy,
chợt nghe những lời yêu thương chiều mến ân mơ. Rồi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái câu nào đó để cảm nhận rồi sau đó mình bấm nút thôi. Hãy nhìn thẳng vào mắt nhau đi các bạn. Mình hãy trực tiếp nói cho nhau một câu cuối cùng rồi chúng ta sẽ quyết định bấm nút hay không. Nói chung thì đến đây thì cũng đã là một cái duyên rồi. Thì chúng mình nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu, để xem có tiến xa được hay không. Còn em thì trái tim em cũng băng giá lâu rồi. Em hy vọng là anh có thể làm cho trái tim em ấm trở lại. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm các bạn nhé. Gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp chúng ta đang theo dõi giây phút này. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. 1 2 3 Hết thời gian. Xin mời em. Hồi nãy giờ mình chê anh ấy là chậm một nhịp, sao tới lúc bấm nút thì em lại chậm một nhịp? chắc tại bị lây á chị ơi. Bị lây hả? Mới đó lây rồi đó hả? Dạ. Xin phép hôn nữa kìa. Bác ơi cho cháu hôn em một cái nhé.